nghiệp thì chúng ta đã đến cái giờ để vào cái phiên khoa học tiếp theo. Và với phiên khoa học này thì với cái chủ đề mà chúng ta cũng rất quan tâm, đấy là cái chẩn đoán cũng như là điều trị bệnh lý phổi kẽ. Và tôi xin thay mặt chủ tọa đoàn công bố cái chương trình của phiên khoa học buổi chiều ngày hôm nay. Về phiên khoa học sẽ gồm có 3 bài báo cáo. Bài báo cáo đầu tiên đến từ tiến sĩ Vũ Thị Thu Trang, Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, với chủ đề là tiếp cận thực hành lâm sàng người bệnh phổi kẽ mới phát hiện. Chủ đề thứ hai, báo cáo viên là thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thịnh, với cái chủ đề là viêm phổi tổ chức hóa, tiếp cận chẩn đoán từ hình ảnh, chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao. Và nội dung cuối cùng nó sẽ giúp cho cái việc là các bác sĩ chúng ta chẩn đoán xong thì đấy là cái thuốc điều trị thuốc ức chế miễn dịch trong điều trị trong viêm phổi kẽ, con dao hai lưỡi. Và người báo cáo là tiến sĩ Nguyễn Văn Định. Và hy vọng rằng là với những cái bài báo cáo của các chuyên gia trong chẩn đoán điều trị các bệnh lý phổi kẽ, chúng ta sẽ có rất nhiều những cái thông tin khoa học cập nhật. Và để bắt đầu chương trình thì xin trân trọng kính mời tiến sĩ Vũ Thị Thu Trang sẽ trình bày bài đầu tiên, tiếp cận thực hành lâm sàng người bệnh phổi kẽ mới phát hiện. Xin trân trọng kính mời. Dạ vâng ạ, kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Đăng Lưu, kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thu Phương và các quý vị đồng nghiệp trong hội trường ngày hôm nay ạ. Sau đây tôi xin được trình bày một cái chủ đề liên quan đến thực hành rất là nhiều và hy vọng là sẽ giúp được cho quý vị trong cái quá trình thực hành của mình đối với cái bệnh lý phổi kẽ. Trong cái bài ngày hôm nay thì tôi sẽ muốn bao quát được cái 4 mục tiêu. Thứ nhất là nhắc lại một chút về cái khái niệm thế nào là bệnh phổi kẽ. Bệnh phổi kẽ ở Việt Nam hiện tại tình hình ra làm sao và chúng ta sẽ tiếp cận theo các bước như thế nào và các cái kết luận sau bài trình bày. Như vậy thì cái bệnh phổi kẽ thì thực ra trong vài năm gần đây, nếu mà các quý vị đồng nghiệp cũng tham dự các cái hội nghị hội thảo thì cũng thấy nhắc tới nhiều hơn so với trước đây. Và chúng ta cũng khá quen thuộc về cái khái niệm bệnh phổi kẽ rồi, nó là một các nhóm nhiều bệnh mà trong đó thì các cái triệu chứng lâm sàng cũng như là hình ảnh học cũng như là bệnh học nó có thể có những điểm tương đồng, vì vậy người ta xếp chung với nhau thành một nhóm gọi là bệnh lý phổi kẽ. Và trong đó cái thuật ngữ là tổn thương mô kẽ nó để cho chúng ta thấy cái hàm ý là rối loạn bệnh lý của bệnh bắt đầu từ mô kẽ của phổi, từ phế nang. Và như bài trình bày sáng nay của giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn thì người ta đã chứng minh được cái vai trò của tiểu phế quản trong cái bệnh lý, trong bệnh học của bệnh phổi kẽ. Và nó là một nhóm rất là nhiều bệnh. Có những tài liệu thì nói là hơn 100 bệnh, có tài liệu hơn 200 bệnh, vân vân. Và người ta chia nó thành các cái nhóm bệnh lý khác nhau. Trong đó có những cái nhóm bệnh lý mà có thể biết được căn nguyên, ví dụ như là liên quan đến các bệnh lý tự miễn, liên quan đến thuốc, liên quan đến phơi nhiễm với phóng xạ, vân vân. Ngoài ra thì có một cái nhóm bệnh rất là lớn, đó là các nhóm bệnh vô căn. Thực ra vô căn ở đây cũng có thể là chẳng qua là chúng ta chưa xác định được chính xác căn nguyên thôi, chứ các cái cơ chế bệnh lý của nó thì cũng có thể liên quan đến một số các yếu tố về môi trường, trong đó thuốc lá được đánh giá là yếu tố nguy cơ quan trọng. Đây là tình hình thực tế tại Bạch Mai, tức là tại trung tâm hô hấp của chúng tôi, là nơi mà có cái hội đồng hội chẩn đa chuyên khoa đầu tiên làm về bệnh phổi kẽ. Thì sau khi chúng tôi phân tích các cái kết quả sau 3 năm hội chẩn thì cái tỷ lệ các cái bệnh được chẩn đoán giống như trên cái sơ đồ ở đây, thì các anh chị có thể thấy rằng là cái bệnh lý tự miễn nó chiếm một cái tỷ lệ khá là lớn, tới khoảng gần một nửa số ca bệnh. Bệnh phổi sơ phổi vô căn thì với tỷ lệ khoảng 5%, các cái viêm phổi tăng cảm khoảng 8%, và còn có tới khoảng độ hơn 10 đến 20% số ca bệnh là chưa phân loại được là nhóm bệnh phổi kẽ gì. Chúng ta so sánh với một số các cái nghiên cứu trên các nước khác nhau, ví dụ như Ấn Độ là cũng là một nước châu Á, thì các anh các chị thấy rằng là các cái tỷ lệ nó hơi khác một chút so với cái kết quả của chúng tôi. Trong đó thì
IPF hay là sơ phổi vô căn chiếm cái tỷ lệ khoảng độ 30%, và CTD, ILD tức là các bệnh lý tự miễn thì cái tỷ lệ của họ chỉ có khoảng 16% thôi. Thế thì cái sự khác biệt này đã được ghi nhận trong nhiều nghiên cứu khác nhau, và chúng ta cũng xem thêm một cái nghiên cứu nữa. Đó là một cái thống kê được công bố vào năm 2021 ở nhiều vùng khác nhau về dịch tễ của bệnh phổi kẽ, thì các anh chị có thể thấy rằng là các nước thì các cái tỷ lệ bệnh nó tương đối là khác nhau. Trong đó thì các nước Âu Mỹ thì cái IPF có vẻ như là cái tỷ lệ IPF sơ phổi vô căn nó chiếm nhiều hơn. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì sau 3 năm hội chẩn thì cái tỷ lệ IPF của chúng tôi chỉ có khoảng 5% thôi. Trong đó thì rất là nhiều cái trường hợp là bệnh tự miễn. Tôi cũng xin được trình bày một cái ca bệnh thực tế khi mà bệnh nhân được phát hiện bệnh phổi kẽ. Tức là giống như trong phù hợp với chủ đề của bài hôm nay là bệnh phổi kẽ mới phát hiện ạ. Thì bệnh nhân này là một bệnh nhân nữ 40 tuổi và bệnh nhân có các triệu chứng của ho khan kéo dài trong vòng 2 năm. Ngoài ra thì bệnh nhân cũng có kể về những cái dấu hiệu mệt mỏi, khó thở khi gắng sức. Và gần đây, tức là khoảng trong vòng 1 tháng thì bệnh nhân cảm thấy cái triệu chứng khó thở khi gắng sức nó rõ rệt hơn. Bệnh nhân leo cầu thang thì thấy mệt và có đau mỏi cơ. Thế thì bệnh nhân đã được đi khám và chụp phim cắt lớp vi tính. Thì bệnh nhân có kể với tôi rằng là đã được chẩn đoán là có tổn thương kẽ rồi. Tuy nhiên thì người ta không nói rõ là bệnh gì. Thế thì chúng tôi cũng có khám cho bệnh nhân thì thấy rằng là cái chỉ số về oxy máu vẫn được bảo tồn, tức là SpO2 98%, và cái triệu chứng của bệnh nhân về phổi thì cái da nổ ở hai bên đáy phổi là thể hiện rõ nhất. Ngoài ra bệnh nhân có các triệu chứng về ở trên bàn tay, khi mà chúng tôi khám thì có nghi ngờ một cái dấu hiệu giống như một cái sẹo ở khớp bàn ngón của bàn tay hai bên. Và cái dấu hiệu đấy thì chúng tôi nghi ngờ đấy là sần gót rông. Và nó cũng khá phù hợp với cái vấn đề là bệnh nhân có kêu than phiền về vấn đề đau mỏi cơ. Và bệnh nhân đã được chụp phim cắt lớp vi tính ngực, thì anh chị có thể thấy rằng là trên cái hình ảnh ở đây thì cái tổn thương kẽ khá là rõ rệt. Và bệnh nhân có cái dạng tổn thương tầng ong. Và ở đây nó chính là cái dấu hiệu aspirin honeycombing, là một cái dấu hiệu tương đối là đặc hiệu của bệnh tự miễn. Và bệnh nhân cũng có những cái dấu hiệu gợi ý khác nữa như là dấu hiệu bờ trước thùy trên ở trên phim. Thế như vậy là có thể thấy rằng là bệnh nhân này đã được chụp phim cắt lớp phổi và được nói rằng là có tổn thương phổi kẽ. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn không có được cái tiếp cận chẩn đoán một cách phù hợp trong suốt 2 năm vừa qua. Và vì không có tiếp cận chẩn đoán cho nên là bệnh nhân không được điều trị gì cả. Và khi mà chúng tôi đo chức năng hô hấp thì các anh chị có thể thấy rằng là bệnh nhân đã có sự suy giảm chức năng hô hấp rồi. FVC chỉ còn có 58% thôi. Tuy nhiên cũng khá là may mắn cho bệnh nhân là cái khả năng gắng sức cũng vẫn được bảo tồn. Và khi mà chúng tôi kết hợp giữa các triệu chứng lâm sàng về phổi, về phim chụp, về các triệu chứng ở trên của cơ và da, thì chúng tôi nghi ngờ đến các bệnh lý tự miễn và bệnh nhân được làm các sàng lọc kháng thể. Và ở đây các anh chị có thể thấy rằng là các cái kháng thể nó dương tính. Đó là kháng thể kháng nhân, kháng thể kháng Jo-1 và cái CK của bệnh nhân lên tới 480. Thì với những cái dấu hiệu như thế này thì rất là gợi ý về bệnh lý viêm cơ tự miễn. Và vì thế cho nên chúng tôi đã làm thêm một cái panel viêm da cơ, tức là panel kháng thể đặc hiệu của viêm da cơ, và các cái kháng thể cũng dương tính rất là nhiều. Bệnh nhân được tiến hành nội soi phế quản với mục tiêu là để rửa phế quản phế nang, làm các xét nghiệm về vi sinh vật. Thì rất là may mắn là các xét nghiệm đều âm tính. Như vậy là sau khi bệnh nhân đã được tiếp cận chẩn đoán một cách đúng đắn thì đã thiết lập được chẩn đoán và được điều trị. Bệnh nhân đã được chẩn đoán là viêm phổi kẽ sơ hóa, viêm da cơ và được điều trị khởi trị bằng phối hợp corticoid và một thuốc ức chế miễn dịch là MMF, cũng như là điều trị các triệu chứng khác. Và bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ về mặt lâm sàng cũng như cận lâm sàng, và rất may mắn là bây giờ hiện tại bệnh nhân cũng rất là ổn định. Vậy thì qua những cái ca lâm sàng cũng như là các cái thống kê mà tôi vừa trình bày thì chúng ta sẽ cần phải nghĩ đến bệnh phổi kẽ trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có các triệu chứng lâm sàng như là ho kéo dài, như là khó thở. Khó thở thì có thể các mức độ, có những trường hợp thì khó thở rõ nhưng có những trường hợp họ chỉ cảm thấy hụt hơi hoặc khó thở khi gắng sức. Và cái triệu chứng khám phổi chúng ta thấy có da nổ cũng là một dấu hiệu rất rất gợi ý đến các cái tổn thương kẽ phổi. Và bất thường trên phim chụp thì đương nhiên nếu mà bệnh nhân đã được chụp phim phổi thì chúng ta có thể nhận biết được các cái tổn thương trên phim.
các yếu tố khác mà chúng ta sẽ cần phải khai thác khi chúng ta gặp bệnh nhân có các triệu chứng lâm sàng như vừa trình bày, chúng ta nghĩ đến những cái bệnh lý phổi kẽ thì cái việc khai thác các yếu tố nguy cơ sẽ đóng vai trò rất là quan trọng. Các yếu tố nguy cơ thì có thể nói rằng là trên môi trường ở Việt Nam mình chủ chúng ta thì cái việc yếu tố nguy cơ nó rất rất là phổ biến. Thứ nhất là tỷ lệ hút thuốc lá, thuốc lào cũng rất là cao đúng không ạ? Cho đến bây giờ thì cái tỷ lệ hút thuốc lá mặc dù cũng đã được hạ thấp xuống một chút rồi so với trước đây rồi, nhưng nó vẫn phải ở cái tầm khoảng độ 30-40% số nam giới là vẫn hút thuốc. Cái thứ hai là nguồn vi sinh vật của chúng ta, các cái nguồn dị nguyên hữu cơ là rất phổ biến trong môi trường, nhất là ở một cái nước nông nghiệp và nóng ẩm như Việt Nam. Ngoài ra thì chúng ta có các cái ô nhiễm về không khí đúng không ạ, các cái nhà máy công nghiệp rất là nhiều, cho nên các dị nguyên hữu cơ cũng như là vô cơ là rất là phổ biến trong môi trường. Việc dùng thuốc thì cũng có rất nhiều bệnh lý phải điều trị thuốc mãn tính, ví dụ như là các bệnh lý về tim mạch chúng ta dùng thuốc rối loạn nhịp tim chẳng hạn, rồi điều trị ung thư chúng ta dùng các thuốc đích vân vân, rồi các loại hóa chất thì cũng có rất là nhiều thuốc mà nó có nguy cơ dẫn tới các cái tổn thương phổi. Vậy thì trên thực tế lâm sàng khi mà chúng tôi làm về hô hấp nói chung cũng như là làm về bệnh phổi kẽ nói riêng thì chúng tôi sẽ có một vài tình huống mà sẽ thể gặp được. Thứ nhất là chúng tôi sẽ gặp những bệnh nhân là không có bệnh gì cả trước đây, có thể đi khám sức khỏe và tình cờ phát hiện có tổn thương kẽ phổi. Thứ hai chúng tôi cũng hay gặp những cái trường hợp là bệnh nhân có ho kéo dài hoặc có triệu chứng hô hấp gì đó và đi khám phổi được phát hiện có tổn thương trên phim. Trường hợp thứ ba là bệnh nhân có một cái bệnh lý phổi nào đó trước đây chẳng hạn, có thể là bệnh hen, có thể là bệnh COPD vân vân, và bệnh nhân đi khám để theo dõi chẩn đoán cái điều trị bệnh phổi của mình thì chụp cắt lớp cũng phát hiện ra thêm là có tổn thương phổi kẽ kèm theo. Một trường hợp nữa cũng rất thường gặp đó là các bệnh nhân có bệnh lý tự miễn, bệnh lý hệ thống, thì trong đó thì họ có tổn thương phổi phát hiện khi mà sàng lọc. Thì đây là những cái trường hợp mà chúng tôi có thể, tình huống lâm sàng chúng tôi có thể gặp trên thực tế. Vậy thì chúng ta đã có rất là nhiều guideline của Việt Nam cũng như quốc tế nói về việc tiếp cận chẩn đoán như thế nào. Nhưng với quan điểm của tôi cũng như trong thực hành thì về mặt kinh nghiệm, cái quan trọng nhất đối với bệnh phổi kẽ đấy là chụp phim phổi các lớp vi tính độ phân giải cao. Ví dụ như các anh chị có thể nhìn ở đây trên cái lát, một cái lát cắt lấy ví dụ thôi ạ. Thì nếu như tổn thương phổi nó rất là mờ nhạt như thế này, thì nếu như không có phim cắt lớp chúng ta không thể nhìn thấy được là nó có những cái tổn thương kẽ như vậy. Chắc chắn là những cái tổn thương nhỏ, mảnh như thế này chúng ta không thể phát hiện được trên phim X-quang. Vì vậy đối với việc chẩn đoán và điều trị bệnh lý phổi kẽ thì có thể nói rằng là phim cắt lớp vi tính độ phân giải cao là cái chìa khóa, là cái tiêu chuẩn vàng để chúng ta có thể phát hiện được có tổn thương kẽ ở giai đoạn sớm cũng như là để chẩn đoán. Thế còn khi mà các anh chị phát hiện được cái tổn thương kẽ trên phim X-quang rồi thì tôi nghĩ rằng là giai đoạn cũng không còn sớm gì nữa. Vậy thì cái chìa khóa đấy chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Chúng ta có chìa khóa trong tay nhưng chúng ta phải biết cách thì mới mở được ổ khóa đúng không ạ? Thế thì với đối với những người bác sĩ lâm sàng, làm lâm sàng về hô hấp, chúng ta không phải là chuyên gia chẩn đoán hình ảnh thì tất nhiên chúng ta cũng không thể nào mà phân tích, tất cả các bác sĩ đều có thể phân tích kỹ về hình ảnh CT ngực được, nhưng mà chúng tôi cũng muốn đưa ra một vài các cái dấu hiệu thường gặp cũng như là dễ nhận biết để các anh chị em có thể nhìn thấy và phát hiện ra nghi ngờ đến bệnh phổi kẽ khi chúng ta thực hành. Thế thì ở đây các anh chị thấy rằng là các cái tổn thương phổi kẽ chúng ta có thể gặp đó là tổn thương giãn phế quản co kéo, tổn thương tổ ong, tổn thương lưới, tổn thương kính mờ, tổn thương đông đặc, tổn thương các nốt hoặc kén khí, chúng ta có thể hình ảnh bẫy khí. Thế thì đối với những cái tổn thương này, chúng ta sẽ đánh giá là có sơ phổi nếu chúng ta nhìn thấy tổn thương giãn phế quản co kéo, chúng ta thấy có tổ ong, chúng ta thấy có các cái tổn thương lưới co kéo. Thì những cái tổn thương này nếu có trên phim, chúng ta có thể nói rằng là bệnh nhân đã có dấu hiệu sơ hóa ở phổi. Còn những dấu hiệu khác như là dấu hiệu kính mờ, dấu hiệu đông đặc hoặc các nốt thì nó không thể hiện cho quá trình sơ hóa mà nó thể hiện cho cái quá trình là viêm hoặc cấp hoặc là bán cấp thì nhiều hơn. Ngoài ra có những cái dạng nốt trung tâm tiểu thùy hoặc là các cái kén hoặc là các cái bẫy khí thì nó thể hiện cho cái sự tổn thương các cái đường thở nhỏ, ví dụ như là tiểu phế quản. Vậy thì các anh chị nhìn hình minh họa đây, chúng ta sẽ thấy rằng là các cái nang khí xếp thành nhiều lớp, thường là ở ngoại vi và sát với màng phổi như thế này. Đây là cái hình ảnh tổ ong rất là điển hình. Và khi mà cái tổ chức kẽ nó bị sơ hóa, nó sẽ co kéo theo nhiều hướng và nó tạo ra thành hình ảnh của giãn phế quản co kéo.
Ở đây thì các anh chị làm về hô hấp, các anh chị có thể rất là quen thuộc với những bệnh lý giãn phế quản do viêm. Thế thì cái giãn phế quản co kéo này của chúng ta không phải là bị viêm của phế quản, mà là do các cái tổ chức xung quanh nó kéo, thành ra cái lòng phế quản bị giãn lớn và kéo theo nhiều hướng, nó cho nên các anh chị sẽ thấy rằng là cái thành phế quản nó nhăn nheo như con giun. Thế thì đấy là cái hình ảnh của sơ hóa. Đây là một cái phim chụp MSIP và các anh chị thấy rằng là nó sẽ có ít, nó không có tổn thương tổ ong, nhưng mà các anh chị có thể nhìn thấy các cái giãn phế quản co kéo ở đây. Trên màn hình có thể không biết là nhìn ngồi xa có nhìn rõ hay không, nhưng các anh chị sẽ nhìn thấy những cái hình ảnh giãn phế quản co kéo và các cái tổn thương lưới. Thì những cái dấu hiệu như thế này nó cũng thể hiện cho cái tình trạng có sơ hóa. Và đối với NSIP thì chúng ta có cái dấu hiệu chừa màng phổi, tức là cái tổn thương nó không ra sát đến màng phổi mà sẽ có một phần phổi lành ngăn cách giữa tổn thương và màng phổi. Đây cũng là một cái ví dụ khác về những cái sơ hóa như là giãn phế quản co kéo. Hình ảnh này rất là đẹp, rất là điển hình. Đẹp là đẹp với bác sĩ nhìn thấy đẹp, nhưng với bệnh nhân thì không đẹp nữa bởi vì là đã sơ mất rồi. Và chúng ta cũng có rất nhiều tổn thương lưới. Hình ảnh tiếp theo là cái hình ảnh mà tôi cũng rất là muốn nói. Tất nhiên chúng ta sẽ có cái bài tiếp theo về của Thạc sĩ Thịnh thì sẽ đi sâu về việc này. Đấy là cái tổn thương đông đặc. Tại sao tôi lại rất là muốn nói nhiều về việc này? Bởi vì là nó là cái tổn thương đông đặc, cho nên những bệnh nhân này ấy, rất là dễ bị chẩn đoán nhầm là những cái viêm phổi cộng đồng. Và bệnh nhân cứ điều trị kháng sinh, cứ điều trị theo hướng nhiễm trùng, hoặc là thậm chí có những bệnh nhân điều trị lao, vân vân, và cuối cùng là dẫn tới các chẩn đoán bị muộn và bệnh nhân sẽ chịu những cái hậu quả của việc chẩn đoán không kịp thời. Thế thì đây là dấu hiệu của đông đặc, nhưng mà đông đặc này nó nằm trong bệnh cảnh của viêm phổi tổ chức hóa. Cái dấu hiệu tổn thương kính mờ cũng là những cái dấu hiệu có thể thể hiện cho tổn thương kẽ, đó là tổn thương của tổ chức kẽ và phế nang. Thì khi chúng tôi nhìn thấy những cái dấu hiệu tổn thương kính mờ lan tỏa như thế này, thì đây là một cái dấu hiệu rất là xấu, nó thể hiện cho một cái tình trạng đang rất cấp tính và thậm chí bệnh nhân có thể tiến triển xấu đi và tử vong trong vòng thời gian rất là ngắn, vài ngày hoặc là vài tuần. Những tổn thương khác nữa, ví dụ như là các cái nốt mờ trung tâm tiểu thùy, nốt kính mờ. Ở trên cái màn hình có thể là các anh chị nhìn nó sẽ không được rõ, nhưng mà khi chúng ta sẽ phân tích phim trực tiếp trên máy tính bằng hệ thống PAC hoặc là DICOM, các anh chị có thể nhìn thấy những cái nốt kính mờ. Và những cái nốt kính mờ như này chúng ta rất là bị nhầm, trở thành là lao kê, trở thành là các bệnh lý viêm, và chúng ta cũng không làm chẩn đoán cho bệnh nhân. Những cái nốt kính mờ trung tâm tiểu thùy như thế này nó có thể hiện cho cái tình trạng của viêm của đường thở xa, đường thở nhỏ, có thể gặp trong những bệnh lý như là viêm phổi tăng cảm hoặc là những cái viêm tiểu phế quản. Hình ảnh bẫy khí nó cũng thể hiện cho những cái đó. Đó là khi mà các cái đường thở nhỏ nó bị tắc nghẽn hoặc là bị tắc đấy ạ, thì nó sẽ tạo ra các bẫy khí, tức là cái vùng phổi phía sau nó không có thông khí. Và chúng ta sẽ nhìn thấy các cái vùng phổi giảm tỉ trọng như thế này. Và nếu mà bệnh nhân vừa có bẫy khí vừa có sơ thì nó sẽ tạo ra cái hình ảnh ở đây gọi là hình ảnh 3 tỉ trọng, là tỉ trọng của bẫy khí, tỉ trọng của vùng phổi lành và tỉ trọng của sơ đấy. Thế thì qua cái bài rất là ngắn ngủi của ngày hôm nay, tôi cũng không có hy vọng là sẽ cung cấp được cho các anh chị làm thế nào để đọc được cái phim, nhưng mà tôi cũng rất là muốn là các anh chị khi mà thực hành lâm sàng nhìn thấy những cái hình ảnh như thế này, chúng ta có thể nghĩ đến trong đầu đấy là bệnh lý phổi kẽ. Và nếu như tại cái cơ sở của mình chúng ta thực hiện được chẩn đoán thì chúng ta thực hiện, còn nếu không thì chúng ta có thể tham vấn hoặc là chuyển bệnh nhân đến những nơi mà có điều kiện để chẩn đoán bệnh lý phổi kẽ cho người bệnh. Và khi mà chúng tôi phân tích các tổn thương thì phối hợp các đặc điểm hình ảnh, phối hợp các đặc điểm về phân bố, chúng ta sẽ đưa thành các cái hình thái tổn thương khác nhau. Ví dụ như đây là hình thái UIP, tức là viêm phổi gọi là viêm phổi kẽ thông thường, nhưng mà tôi không thích dịch ra lắm mà tôi muốn giữ nguyên cái chữ như vậy, bởi vì ở quốc tế người ta sử dụng, và khi mình đọc những cái tài liệu chúng ta có thể dễ dàng nhận diện được. Thì đây là hình ảnh NSIP điển hình, đây là hình ảnh OP. Thì với những hình ảnh này thì hy vọng là các anh chị khi nhìn thấy nó lần sau chúng ta có thể nhận diện được. Đây là một trường hợp cũng có tổn thương kẽ, đó là những cái đông đặc ở vùng giữa và xung quanh có các cái quầng kính mờ, thì chúng ta gặp cái hình ảnh halo sai như thế này. Và đây là một cái bệnh nhân viêm phổi tăng bạch cầu ái toan. Như vậy thì sau khi chúng ta phân tích hình ảnh phim, các cái dạng phân bố ở đâu như thế nào và đưa ra các hình thái, thì chúng ta có thể nhận biết được là đây là một cái từng trường hợp có viêm phổi kẽ, có tổn thương kẽ phổi và có quá trình viêm hay là quá trình sơ hóa hiện diện trên phim. Thế thì chúng ta sẽ có các cái tình huống để làm chẩn đoán. Ở đây thì là một cái sơ đồ để tiếp cận
được công bố ở trên tạp chí của Hội chữ thập đỏ châu Âu năm 2022 về một cái dạng người ta gọi là ILA, tức là một cái tổn thương kẽ phát hiện tình cờ. Tức là bệnh nhân khi mà tình cờ đi chụp phim thì phát hiện ra cái tổn thương kẽ phổi, và cái tổn thương đó nó sẽ chiếm trên 5% diện tích phổi. Thì khi mà bệnh nhân tình cờ ra phát hiện ra cái tổn thương kẽ đấy thì bệnh nhân nên được chỉ định đến khám và làm việc với chuyên gia phổi kẽ để người ta làm chẩn đoán xem là bệnh nhân có bị bệnh lý phổi kẽ gì hay không. Sau đó thì khi được đã phân tích kỹ về lâm sàng, cận lâm sàng để xem có gợi ý bệnh phổi kẽ gì có căn nguyên hay không, thì chúng ta sẽ có hai câu trả lời là có thì đi theo hướng này và không có thì đi theo hướng này. Như vậy là có tổn thương kẽ trên phim nhưng mà không gợi ý được cái căn nguyên bệnh lý gì cả, và bệnh nhân không rõ được căn nguyên là gì thì người ta sẽ xem là mức độ triệu chứng hoặc là chức năng hô hấp phổi, chức năng phổi của bệnh nhân như thế nào. Nếu mà chưa giảm gì cả thì chúng ta có thể là theo dõi, nó có thể là nguy cơ tiến triển thấp thôi, và chúng ta theo dõi kỹ, theo dõi tốt cho bệnh nhân đấy, và tư vấn để tránh các yếu tố nguy cơ như là khói thuốc, như là các cái dị nguyên đường hít vân vân. Thế còn nếu như bệnh nhân đã có triệu chứng hoặc là có suy giảm chức năng hô hấp thì chúng ta sẽ chẩn đoán và điều trị các bệnh lý phổi kẽ theo các khuyến cáo hiện có. Với trong trường hợp mà khi mà bệnh nhân đã được khám bởi chuyên gia phổi kẽ hoặc là hội chẩn đa chuyên khoa phổi kẽ chẳng hạn, mà bệnh nhân có gợi ý một bệnh lý nhất định thì chúng ta sẽ cũng dựa vào cái việc là bệnh nhân đã có triệu chứng ảnh hưởng hay chưa, đã ảnh hưởng đến chức năng phổi hay chưa, mà chúng ta lựa chọn việc là điều trị như thế nào hoặc là theo dõi tiếp cho bệnh nhân. Đối với những cái trường hợp mà họ chưa có ảnh hưởng đến triệu chứng cũng như là chức năng phổi thì cái việc điều trị có thể trì hoãn, đó là bác sĩ và bệnh nhân có thể thảo luận với nhau. Ở Việt Nam thì chúng ta, tôi nghĩ rằng là ít có cái chuyện đó, bởi vì là cái đặc điểm đặc thù của mình. Thế nhưng mà ở các nước phương Tây hoặc các nước phát triển thì cái việc thảo luận giữa bác sĩ và bệnh nhân để quyết định xem điều trị như thế nào là rất phổ biến. Và dựa vào cái nguyện vọng của người bệnh thì bệnh nhân có thể được điều trị hoặc là theo dõi. Thế còn những trường hợp mà đã có những cái triệu chứng, những đã có suy giảm chức năng phổi giống như cái ca lâm sàng mà tôi vừa trình bày thì bệnh nhân sẽ nên được điều trị cũng như là theo dõi sát. Thế còn tại Việt Nam, tại trung tâm hô hấp của chúng tôi thì chúng tôi thực hiện cái việc tiếp cận với bệnh nhân theo cái hướng như thế này. Tại vì ở viện của chúng tôi thì là cái nơi mà cũng được cái thuận lợi là chúng tôi có nhiều chuyên khoa để thực hiện, để phối hợp với nhau. Cho nên khi mà chúng tôi phát hiện ra bệnh nhân có nghi ngờ bệnh phổi kẽ thì cái việc chụp phim cắt lớp được thực hiện và sẽ được phân tích bởi chuyên gia chẩn đoán hình ảnh. Sau đó thì bệnh nhân sẽ được làm các thăm dò để chẩn đoán. Và Hội Hô hấp Việt Nam cũng đã ban hành cái khuyến cáo liên quan đến bệnh phổi kẽ vào năm 2022. Thì thực ra nó cũng gần tương tự như vậy. Còn một cái trường hợp nữa, đó là với những trường hợp bệnh nhân mà có bệnh lý hệ thống, thì Hội Thấp khớp học Mỹ người ta đưa ra một cái khuyến cáo mới vào năm 2023 để sàng lọc cái bệnh lý phổi kẽ cho những đối tượng này. Bởi vì các anh chị biết rằng là ở với bệnh nhân bệnh tự miễn thì có rất nhiều trường hợp có tổn thương phổi kẽ, trong đó thường gặp ví dụ như là viêm khớp dạng thấp, ví dụ như là xơ cứng bì, rồi các bệnh lý viêm cơ, thì đấy là những cái bệnh mà rất là dễ có tổn thương phổi kẽ. Vậy thì khi mà người ta đánh giá là bệnh nhân có nguy cơ tổn thương phổi hay không thì người ta sẽ tiến hành sàng lọc cho bệnh nhân. Và ở đây người ta cũng đã khẳng định rằng là việc sàng lọc bệnh phổi kẽ phải dựa vào chụp phim cắt lớp độ phân giải cao chứ X quang phổi thì sẽ không có vai trò trong việc mà chẩn đoán bệnh phổi kẽ. Thế thì khi mà bệnh nhân có yếu tố nguy cơ ví dụ như là tuổi, rồi là nam giới có hút thuốc lá hoặc có các triệu chứng thì bệnh nhân sẽ được chụp phim cắt lớp vi tính cộng đồng thời với việc là đánh giá chức năng phổi. Nếu mà trên phim chụp cắt lớp vi tính khẳng định là bệnh nhân có bệnh lý phổi kẽ thì bệnh nhân sẽ được chẩn đoán và tiếp tục sau đấy sẽ là lựa chọn điều trị cũng như là theo dõi cho bệnh nhân theo thời gian. Thế ở đấy là các cái khuyến cáo của nước ngoài chẳng hạn. Thế còn ở Việt Nam của chúng ta thì nó sẽ khác một chút, bởi vì khi chúng tôi thực hành và chúng tôi theo dõi thì chúng tôi thấy rằng là ở Việt Nam cái đặc điểm nó hơi khác với các cái khuyến cáo của phương Tây, đấy là cái tỷ lệ bệnh tự miễn của chúng ta khá là cao, giống như tôi trình bày lúc ban đầu. Và khi mà bệnh nhân bệnh tự miễn thì có rất nhiều ca tiến triển rất là nhanh, diễn biến nặng rất là nhanh và tỷ lệ tử vong cao. Thì khác với các nước phương Tây thì cái tỷ lệ diễn biến nặng của họ không cao. Vì ví dụ như là có một chuyên gia ở người Anh sang đây thì họ nói rằng là cái tỷ lệ bệnh phổi kẽ viêm da cơ tiến triển của họ trong một năm, trong 10 năm chỉ có 20 ca. Trong khi đó ở chúng tôi thì trong vòng 3 năm đã có khoảng 50 ca rồi.
Thế thì cái vấn đề nữa là cái tỷ lệ IPF của Việt Nam cũng được chẩn đoán rất là thấp. Thế thì cho nên là cái việc mà chúng ta áp dụng các cái khuyến cáo chúng ta cần phải gọi là cá thể hóa hoặc là điều chỉnh cho nó phù hợp với thực tế của nước mình. Một vấn đề nữa đấy là cái vấn đề nhiễm trùng. Ở đây cái việc chẩn đoán phân biệt với lao, với nấm, với các bệnh lý virus cũng sẽ là một vấn đề rất là thách thức. Cũng như là khi mà chúng ta điều trị ức chế miễn dịch thì bệnh nhân sẽ rất là dễ bị nhiễm trùng cơ hội. Và như vậy thì khi mà chúng ta đánh giá xem là bệnh nhân có bệnh lý phổi kẽ thì chúng ta sẽ hỏi bệnh, sử dụng bộ câu hỏi để hỏi cho tránh bỏ sót. Chúng ta khám phổi để xem bệnh nhân có các triệu chứng ở phổi là chú ý là da nổ đúng không ạ? Các triệu chứng về da, về cơ, về khớp, các triệu chứng toàn thân như là gầy sút cân, vân vân. Chúng ta phân tích phim như tôi vừa mới nói để đánh giá xem nó hình thái như thế nào. Chúng ta thực hiện các xét nghiệm kháng thể. Chúng ta thực hiện cái việc nội soi phế quản để loại trừ các căn nguyên vi sinh. Và chúng ta sẽ theo dõi cho bệnh nhân, chúng ta đánh giá tình trạng nền và theo dõi. Về sàng lọc kháng thể thì ở đây tôi cũng muốn nhấn mạnh một vấn đề đấy là chúng ta sẽ thực hiện sàng lọc kháng thể kháng nhân bằng kỹ thuật miễn dịch hình quang cho toàn bộ các bệnh nhân tổn thương phổi kẽ mới phát hiện. Và chú ý ở đây là chúng tôi muốn nói đến là cái kỹ thuật hình quang ạ, chứ không phải là xét nghiệm ANA bằng ELISA. Bởi vì cái xét nghiệm hình quang, cái độ nhạy nó nhạy hơn, cũng như là nó có những cái phân tích ra thành các cái hình thái tổn thương khác nhau để chúng ta có thể hướng đến một số bệnh lý. Viêm khớp dạng thấp cũng được đề xuất là để sàng lọc bởi vì đấy là bệnh lý thường gặp. Tiếp theo chúng ta có thể làm các xét nghiệm chuyên sâu hơn như là liên quan đến xơ cứng bì, viêm da cơ, hội chứng Sjögren. Và bước nữa là chúng ta làm những cái bộ kháng thể đặc hiệu như là bộ kháng thể đặc hiệu với viêm cơ tự miễn chẳng hạn. Đây là một vài cái sơ đồ cho thấy một cái sự hỗn loạn đó ạ. Thực ra cũng không hỗn loạn đâu ạ, nó là trật tự trong hỗn loạn. Nhưng mà nó thể hiện một cái việc là rất rất nhiều loại kháng thể khác nhau tham gia trong cái các cái bệnh lý tự miễn và nó chồng chéo vào nhau. Nếu mà các anh chị có hứng thú về việc này thì chúng ta sẽ có thể đọc thêm tài liệu. Qua những cái sơ đồ như này thì chúng tôi muốn nói là gì? Các cái kháng thể tự miễn có thể gặp trong nhiều bệnh, nó chồng lấp với nhau. Vì vậy cho nên là nó không có, chúng ta cần phải vừa phối hợp cả lâm sàng cũng như là xét nghiệm để mà chúng ta chẩn đoán xem bệnh nhân bị bệnh tự miễn gì, có hay không. Về nội soi phế quản thì tôi vừa mới nói là để chúng ta loại trừ căn nguyên nhiễm trùng là chính. Tuy nhiên ngoài ra thì cái việc xét nghiệm công thức tế bào thì cũng có thể gợi ý một vài căn nguyên. Nó sẽ khác với cái khuyến cáo của Hội Lồng ngực Mỹ thì họ ít khuyến cáo nội soi phế quản, nhất là những trường hợp mà đã sơ phổi, bởi vì cái căn nguyên vi sinh của họ ít gặp hơn. Nhưng mà đối với chúng ta thì cái việc soi phế quản tôi thấy rằng là rất cần thiết, bởi vì khi chúng ta điều trị ức chế miễn dịch thì cái việc mà sàng lọc nhiễm trùng trước đó là việc cực kỳ quan trọng. Như vậy có thể nói rằng là các cái thăm dò cơ bản như là hỏi bệnh, khám bệnh đúng không ạ? Như là chụp phim, đo chức năng hô hấp, rồi xét nghiệm máu, nội soi phế quản vân vân. Thì đây là những cái xét nghiệm nó được thực hiện có thể làm được ở rất là nhiều các cái cơ sở khác nhau, chứ không phải là chỉ có bệnh viện Bạch Mai có thể làm được. Cho nên là vấn đề của chúng ta chỉ là có nghĩ đến bệnh phổi kẽ để làm sàng lọc, để làm chẩn đoán cho bệnh nhân hay không thôi. Và cái vai trò của hội chẩn đa chuyên khoa là vai trò cực kỳ quan trọng. Như tôi vừa trình bày thì các anh chị có thể thấy rằng là cái bệnh lý tự miễn, bệnh lý hệ thống cũng như là bệnh lý phổi kẽ nó cực kỳ là phức tạp. Cho nên đôi khi một bác sĩ không thể nào mà thông thạo về tất cả các lĩnh vực được. Và vì vậy thì cái việc hội chẩn đa chuyên khoa nó sẽ là sự phối hợp, sự phối hợp giữa các chuyên ngành khác nhau để tận dụng cái trí tuệ tập thể. Và từ đấy chúng ta có thể đưa ra là bệnh nhân này đã được chẩn đoán được hay chưa. Nếu chưa được chẩn đoán được thì chúng ta cần làm thêm các cái thăm dò gì, và từ đấy để chẩn đoán cho bệnh nhân. Và khi trong quá trình thực hiện cái việc hội chẩn đa chuyên khoa tại Bệnh viện Bạch Mai thì chúng tôi đã thống kê và thấy rằng là cái việc hội chẩn đã có hiệu quả, bởi vì đã giúp giảm được cái số ca không phân loại sau hội chẩn so với trước hội chẩn một cách có ý nghĩa thống kê. Lúc ban đầu là có khoảng độ gần 30% số ca là không rõ là bệnh gì, nhưng sau khi tiến hành hội chẩn cũng như là xem xét kỹ mọi thứ thì chúng tôi giảm được số ca không phân loại xuống độ khoảng còn độ khoảng 16%, gần 20% ạ. Như vậy thì để kết luận cho cái bài trình bày của tôi thì này, có thể nói rằng là cái bệnh lý phổi kẽ nó rất là đa dạng và nó là một cái thách thức rất là nhiều trong việc chẩn đoán cũng như điều trị. Thế thì ở Việt Nam thì bệnh phổi kẽ tự miễn thường là lại có tỷ lệ cao hơn. IPF thì tỷ lệ thấp hơn so với các nước phương Tây, và chúng ta trong thực hành lâm sàng thì chúng ta còn phải đối mặt với thách thức nhiễm trùng.
Việc chẩn đoán bệnh lý phổi kẽ thì kết hợp giữa các triệu chứng lâm sàng một cách toàn diện, kết hợp với việc khai thác kỹ các yếu tố nguy cơ, các anh chị có thể sử dụng các cái bộ câu hỏi, cũng như là phân tích phim và sàng lọc kháng thể tự miễn cũng như một vài các thăm dò khác, thì chúng ta có thể hoàn thiện một bộ hồ sơ và đưa ra hội chẩn đa chuyên khoa. Và hội chẩn đa chuyên khoa nó sẽ giúp cho việc chẩn đoán được chính xác hơn, tăng được cái độ đồng thuận cũng như là giảm những cái số ca không phân loại. Tôi hy vọng rằng là cái bài trình bày ngày hôm nay có thể đưa lại một vài cái thông tin mà nó có tính chất thực hành để giúp anh chị có thể nhận ra cái nhóm bệnh lý mà cũng không phải là hiếm đâu ạ. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay.